Xin chào các bạn. Hôm nay Trung Bình Moto sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc xe nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây, R18 First Edition. Đây là một cỗ xe heritage đậm chất cổ điển. Lý do là gì? Lý do là nó sở hữu khối động cơ cực kỳ là hoành tráng của BMW, động cơ boxer rất là cơ bản. Đây, mời bạn. Hôm nay tôi sẽ không review mà chỉ gọi là sơ lược nói qua về cái siêu phẩm này thôi. Bản First Edition, những cái chi tiết mạ chrome, đường line, đường xăng, đúng chất classic, đúng chất heritage, gập thân xe. Và cái điểm nhấn của con R18 này, đây là cái trục các đăng. Tôi sẽ di chuyển thử cho các bạn xem. Trục các đăng nó sẽ quay đấy, trục các đăng lộ thiên nó sẽ quay. Bô đuôi cá. R18 được thừa hưởng thiết kế từ R5, từ những năm 1936. Một người Việt Nam bình thường cao 1m72 ngồi lên đây rất là vừa miếng luôn. Ai ban đầu nhìn ảnh và đến khi nhìn thực tế cũng khen, cũng phải thốt lên một câu là ok, con này quá đẹp, đẹp hơn ảnh nhiều. Khi mà bắt đầu tôi nhìn thấy nó, tôi cũng không có cái gì gọi là để nói cả. Thực sự nó quá đẹp, từ chi tiết, từ kiểu dáng, từ thiết kế. Đây, nguyên một khối chrome, lốc máy chrome này. Đây, cả cái thanh spark ngoài lộ thiên luôn. Bình xăng hình giọt nước. Mời các bạn lên trên đoạn này cực kỳ là quan trọng. Berlin Build. R18 được làm tại nhà máy BMW tại Berlin, tại công ty mẹ, tại công ty tổng. Đây là một sản phẩm hoàn toàn được nhập từ Đức, và nó đậm chất Đức. Lắp bình xăng cũng đẹp. Đó. Nếu mà quan tâm đến sản phẩm này, xin mời các bạn nhắn cho tôi. Trung Bình Moto hân hạnh được phục vụ.